À, tôi đã học lớp 3 ngày 21 tháng 10 tập thường xuyên. Khi thực hành và Câu hỏi kế tiếp. À, chưa mở kênh đúng không? Dạ con đọc tiếp ha. À, được. nhận năng lượng thường xuyên từ chú Phúc thì cảm thấy tê tê nhiều nơi ở ở đầu. Thì sau khi nhận kích hoạt lớp 3 thì có nhiều điểm tê hơn lớp 2 nhưng vẫn không thấy ấm nóng cuộc sống. Tôi thì chỉ có bệnh nhẹ nên không thấy bệnh nó thay đổi nhiều. Như vậy tôi có nên học lớp 4 đi đây hay không? Hay vẫn tiếp tục tập công thức lớp 3 cho tới khi ấm nóng cuộc sống rồi hãy học lớp 4? Tôi muốn gọi là tiến bộ vững chắc từng bước. Chú có thể đưa ra lời khuyên cho chú học viên này. Vâng, cái điều mà chú đã trình bày với anh chị em rất nhiều những cái câu trả lời tương tự, câu hỏi và câu trả lời tương tự như vậy. Thì chú trình bày với anh chị em, nếu trường hợp mà anh chị em không cảm nhận được sự ấm áp, thì anh chị em cũng có thể cảm nhận được một cái phần năng lượng rất là nhẹ nhàng đó trong cái phần xương sống của anh chị em. Cái đó là cái mà anh chị em nên quan tâm, tại vì anh chị em không có những cái bệnh trạng gì gọi là khó khăn hết á. Những cái bệnh trạng thường thì không đòi hỏi những cái phần năng lượng lớn. Rồi vì vậy khi anh chị em tập, anh chị em không có cảm nhận được cái sự ấm áp giống như những người khác người ta chia sẻ. Thì đây là một cái điều mà anh chị em nên quan tâm chút xíu. Còn khi mà anh chị em tập mà sức khỏe anh chị em thay đổi, trạng thái sức khỏe không còn bị khó khăn gì nữa hết, mà anh chị em không cảm nhận được sự ấm áp, thì anh chị em đừng có lo lắng vấn đề này. Tại vì hệ cảm biến của mỗi một người chúng ta nó khác nhau. Không nhất thiết là anh chị em phải cảm nhận được thật là ấm áp giống như những người khác. Thì anh chị em cũng đừng có quan tâm. Cái quan tâm là anh chị em thấy trong con người thư thái, đầu óc tươi tỉnh và sức khỏe của anh chị em bình thường, tốt trở lại. Thì đó là cái hiệu quả mà anh chị em đã đạt được thành công. Còn cái sự ấm áp thì anh chị em có thể là chờ một thời gian nữa. Có thể là 1 2 tháng, 2 3 tháng, có nhiều người cho chú biết là tới 8 tháng rồi. Thì đó là mỗi một người khác nhau hết, thì anh chị em cố gắng để chúng ta tìm thấy một cái giá trị lợi lạc về sức khỏe thực tế mà không quan tâm lắm về vấn đề ấm áp hay là nóng an. Nó có hai trạng thái mát và ấm, trạng thái ấm và nóng. Thì trạng thái ấm và nóng, đây là cái trạng thái sức khỏe của anh chị em rất là xấu, không tốt. Thì khi mà anh chị em thu năng lượng là anh chị em cảm thấy vừa ấm áp mà nó nóng. Còn những anh chị em tập mà sự mát và ấm, cái cường độ nó ấm nó nóng nó rất là nhẹ nhàng, thì cái đó là trạng thái tốt. Còn những anh chị em mà tập hoài mà nóng hoài, đó là sức khỏe chưa thay đổi. Thì anh chị em tập chừng nào mà cái sự nóng ấm và nóng nó trở về trạng thái mát và ấm thì anh chị em sức khỏe tốt lắm. So we have a question here. Someone said that I have taken classes and I receive energy on a regular basis from Mr. Lee. So I do feel some parts of my bodies that are a little bit numb. And this things happens after I completed level three more than when I was in level two. However, I still don't feel warmth at the spine. So should I continue to register for the upcoming level four? Now, Mr. Lee explained that in case where you don't feel warmth, or it's actually not necessarily the kind of warmth that people have been describing, but you feel something, you feel like a sensation at the spine. It could be very light, could be very gentle, and that in a case that you don't have any major health conditions, and so you don't necessarily feel as warm as other people have shared and described. This is something that we should keep track of. And the point is that when you practice, do you feel the changes in your health? That is a really important thing to note because it shows that the practice is working. Whereas if you truly want to feel that warmth or the sensation at the spine,
It could also be that you have to wait for another month or 3 months. Some people say that they practice for 8 months until they finally feel warm settle. So everyone's different on this. And I really hope that when you come into energy, that you try to focus on finding the true values and transformation for your health, not just focusing on whether you feel warmth or not, because there's other element that you should look at. So there's two cases. If you feel hot or very warm, then it could be that the health conditions that you're experiencing still needs a lot of work. But if you feel very light warmth or a little bit of a cooling sensation, then it means that your health have improved and that you're in a really good condition. So that is something to keep in mind.